Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Mấy ngày qua, người dân tại xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An xôn xao bàn tán chuyện một cây dứa. Người dân địa phương gọi là dứa tàu, nở hoa và có chiều cao lên tới gần 10 mét, vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt trên thân có tới 11 nhánh tựa như những cánh tay và mỗi nhánh có 3 búp được chia đều. Có ý kiến cho rằng nó bị đột biến gen lạ thường, có người thì bảo nó ở nghĩa địa nên thiên về chút tâm linh. Người dân địa phương cho biết cây dứa tàu kỳ lạ này được trồng cách đây khoảng 15 năm, khi đó trong quá trình xây dựng nghĩa trang của họ tộc ông Mai Viết Ninh ở làng Vũ Kỳ, xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An. Khi xây dựng nghĩa trang, họ tộc Mai Viết Ninh đã trồng 3 cây dứa tàu trong khuôn viên. Trải qua hơn 15 năm, cả 3 cây dứa tàu này đều phát triển bình thường. Tuy nhiên, cách đây khoảng 1 tháng thì một trong 3 cây bắt đầu có hiện tượng lạ là nở hoa và phát triển rất nhanh. Hoa của nó cứ dài ra và trên thân hoa được chia thành 11 nhánh nhỏ. Mỗi nhánh có 3 búp mọc cao vút như những cây tre có hình thù rất kỳ lạ nên nhiều người dân đã tìm đến xem. Ông Ninh nói: "Lúc đầu tôi cũng không chú ý nhiều, nhưng cách đây hơn 1 tháng, trong lúc đưa đám của bà hàng xóm ở nghĩa địa, tôi ghé qua thắp hương thì phát hiện cây dứa ở giữa nở hoa, còn 2 cây bên cạnh lại bình thường. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên và lấy làm băn khoăn rồi tự hỏi tại sao trong 3 cây thì chỉ có 1 cây nở hoa mà không phải 2 cây ở bên cạnh, mà lại là chính cây ở giữa, ngay ban công của nghĩa trang. Đến nay thì hoa cây dứa có phần chững ở độ cao gần 10 mét, phía dưới gốc lá bắt đầu khô và rũ dần, còn phía trên hoa vẫn phát triển bình thường, có màu xanh và mang hình thù có 102, lạ quá." Theo ông Ninh thì hiện tượng cây dứa tàu nở hoa và cao đến gần 10 mét này đã được hơn 1 tháng nay, nhưng gia đình ông không cho ai biết vì sợ tin đồn sẽ gây phiền phức. Hơn nữa do cây được trồng ở nghĩa địa nên cũng ít người qua lại, không biết. Thời gian vừa rồi có mấy đứa trẻ con chăn trâu thấy kỳ lạ nên đã vào xem, rồi chụp hình đăng lên mạng xã hội, nên giờ đã có rất nhiều người đến xem. Theo những bậc cao niên trong làng thì hiện tượng này chưa bao giờ xuất hiện ở vùng quê này. Được biết, cây dứa tàu trước đây là cây hoang dã không được quan tâm nhiều. Lá của nó thường được hái về ngâm nước, sau đó phơi khô, dùng để làm dây thừng, dây vọng hay là để đan lát các vật dụng thủ công trong nhà. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.